Một cái hay hai cái vậy? What? Hai cái luôn. Trời ơi. Cũng nhẹ thôi. Bạn giữ cho mình chằng một chút được không? Ok. Oh, mình cảm ơn nhá. Đi thẳng của anh ngõ bé bé đấy, đúng không? Rồi, anh ở số nhà bao nhiêu? Hay là có địa chỉ nào không? 18 à? Ok, xuống đấy hồi em mình nhá. Ui, thật á? Really? Em đi cái ngõ bé tí tí ấy, như có mỗi một xe đi là vừa thôi. Lùi lại hả? Lùi lại hả? Ờ, giờ xe em không quay. Ồ, mình đỗ ở đây cũng được luôn đấy. Cái ngõ nó bé thế nhỉ, nó đông dân ấy. Anh đi vào đoạn này một chút được không anh? Tại vì xe em bây giờ không quay đầu nữa. Đầu ngõ cái chỗ mà số 16 gì anh? Có cái nhà to to đấy, anh cái đài nhá. Rồi em đi ngoặt qua đây. Rồi ok em hiểu rồi. quay xe vội. Chị qua trước đi. Anh kia đi cho em qua với. Xin lỗi. Mẹ ảo thật đấy. Okay. Đây em đi trên Dagida đây anh ơi. Anh mặc áo gì đấy? Cả đài. Tiền kiểu thanh toán nhanh. Ờ, bên kia gửi vậy. Nhẹ thôi. Bạn tự đưa vào nhá. Cảm ơn. Đơn hàng đầu tiên của tôi. Khoai. Anh ơi, em vào lấy thùng sơn. Em vào lấy thùng sơn. Vâng, chị kia đợi kìa. Chị liên hệ với chị kia chưa? Chị ấy bảo hình như là nhiều nhất có thể đúng không? Nhiều lúc có nhất có thể chắc được 20 thùng thôi. Càng nhiều càng tốt. 20 đến 30 thùng. Vâng, em chở hết sức rồi. Em chở hết sức rồi. Sao mày ngu thế hả? Ba mươi cái ạ. Chị thử cho em 20 cái đi. À 15 cái đi. Em nghĩ em không chơi được đâu. Đó, thùng sơn này. Đây, chụp bé bé thôi. Một cái này là 10 rồi anh? 15. Và chụp. Chơi luôn, chơi đó. Chơi được các chị ạ? Xe của bên em ạ? Xe của tôi mà, không phải xe của bên chị ạ? Lành ít cũng nhiều. Hai này.
này nó còn chỗ ngồi luôn. 36 cây số. Chết chắc rồi. Được rồi anh em, được rồi. Anh đẩy cho em với. Chưa bao giờ một cái đơn hàng là nó cồng cành như này. Hên xui anh ạ. Giấu cái. Em cảm ơn nhá. Vãi đái, không thể ngồi luôn ấy. Khó thở thật sự. Ôi trời. Lần sau mẹ thuê con ba gác đi chạy a hà rồi. Mình sẽ mở một bài nhạc thật là chill để quên đi cái muộn phiền này. Cho tao nhạc Chibu đi. Đau lưng quá đây, mẹ chỗ ngồi vẹo hết lưng rồi. Ôi, kéo thơm hả anh? Và ai cả đái. Kéo thơm đấy. Rồi ok. Chị đang nhắn tin cho mình này. Em gửi thêm cước 50k. Ngon, gửi thêm 50k. Chân mình run hết rồi. Chân mình run từng cặp ấy. Trời ơi, cái xe của mình. Cô ơi, cháu gửi cho chị Thủy đi bà ấy. Mấy cái xô Sợ quá. Sơn. Mấy chục xô? 30 xô. Đi xa thì cháu đi mấy chục cây số. Rồi, ok. 30 cây số anh ạ. Xong rồi. Thành công rực rỡ rồi. Đau hết lưng. Xa quá. Không có chỗ ngồi. Tổng phí. Được rồi, ok, cảm ơn chị. Của cô là 50.000 nữa. Vâng. Cho em ơi. Tắt. Chân mình vẫn còn run thế. Chân này. Mình ngồi cái tư thế quá lâu. Đây là mình hơi liều. Mình không liên hệ được với người nhận nhưng mình vẫn đi. Tại vì nó là địa chỉ rõ ràng. Và mình bấm chuông rồi. Nè. 259 ngõ 68. Mưa to rồi anh em ơi. B nó là một con trọ rồi. Cô ơi, cho cháu hỏi thì đây có phải số nhà 5B không cô? Cô ơi, cho cháu hỏi cái đây có phải số nhà 5B không ạ? Ờ. 5B nó cái gì ở đây nhưng mà trời ơi. Mình nhắn tin không nhắn lại này. Cháu gọi thuê bao ạ. Nghe máy hộ em với. Đèn thế hay là cái nhà trọ. Trọ thì cứ quá được. Ôi giời ơi rồi. Hay là thằng lại không liên hệ được nhỉ. Nó cũng không nói gì với mình nhỉ. Buồn rồi. Mình sẽ tìm số Zalo của bạn này xem nào. Đứng vũ luôn. Nhà shipper. Bạn ơi, cho mình hỏi đây có phải số nhà 5B không nhỉ? Mình có giao hàng cho một bạn ấy, nhưng mà đến đây mình không liên hệ được đấy. Tên là Vũ. Bạn có quen ai ở đây tên là Vũ không? Đuôi 559. Em để mọi chuyện bắt từ nhà thôi. Được. Kỳ ta.
Được hết rồi. Cảm ơn nhá. Anh trên này không có sóng hả? Thì không có sóng ạ. Em nhắn tin em đợi mãi anh không thấy trả trả anh trả lời. Rồi ok cảm ơn nhá. Thế chứ không phải thế. Chủ má. Welcome to Hà Nội. Trời ơi. Xe ôm ơi á. Chị gọi xe hả? Không sao đâu, không sao đâu, không sao. Ui, cửa nửa cái xe rồi. Ui, sóng đáy. Ôi ơi. Thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. Quà chết máy giữa đường. Ui, cái bô ngập rồi. Đâu cô ở đâu? Sợ xe cháu cao hả? Ui xong xe trái hả? Xe trái đi. Trái là xong mấy cô ạ? Trời ơi. Dắt kìa, mình cũng biết là gì. Vâng, đây, cháu đi ra đi lấy đường anh. Ua. Vãi, ở như kiểu đi biển đấy. Trời ơi, con em mà thụt phát xuống cổ luôn. Không được rồi, đừng có dừng lại. Pip pip. Ô, cái ghế. Ủa? Xe mình vẫn đi được. Xe mình vẫn đi được. Xe mình vẫn đi được. Không sao, không sao, không sao, không sao. Ủa, phải. Xấu này. Ủa, ủa, ủa. Trời ơi. Kia dắt hết một loạt rồi kìa. May mà cháu không tắt máy. Đi thẳng tới trái hả? À vậy đến nơi rồi. Quá tuyệt vời. Bạn được gọi đúng không? Bạn được gọi không? Em gọi đúng rồi. À, đúng rồi. Em về vội quá nên là. Giờ về Thái Bình à? Cầu Tân Đệ. Cầu Tân Đệ. Em trả anh 6:30 nhá. Cháu đi cà phê. Được. Xong rồi tối về đây luôn đúng không? Vâng, em quay đầu luôn đây. Ok, đi thôi. Bạn báo người yêu chưa? Hay là đi bất ngờ luôn? Bất ngờ đây. Bất ngờ à? Có thay nước cho anh. Ok, cảm ơn. Đặc biệt Hà Nội à? Nhìn một chút nhá. Ok anh. Bạn có người yêu yêu nhau được bao nhiêu năm rồi? Bạn là năm thứ ba anh. Năm thứ ba hả? Nhưng mà sao Phú Thọ lại tán được tận được Thái Bình không ơi? Chơi game à? Chơi game hả? Chơi game hả? Chơi là chơi quân á. Thế là quen nhau cả đêm thôi. Chơi lên quân rồi quen thành nhau. Em để đi chung. Thế là em mời cũng nào không bảo. Thế là thôi cái bạn Zalo làm quen xong thì một thời gian này kiểu là FP đi rừng lại yêu nhau luôn. FP mới đi rừng à? Anh nếu mà em kể là về nhà luôn. Về nhà gặp mẹ luôn. Đấy là 9 ngày.
bất ngờ đến đấy, xong rồi nó lại giận đấy nhỉ? Không giận đâu. Không giận à? Em nhìn thấy em là ôm luôn, bởi vì em cho mấy tháng mấy lần như thế này rồi. À. 4-5 lần này kiểu là thật, kiểu bất ngờ, xong kiểu là 4-5 tháng mới về lần đó. Nhìn thấy là lao vào đi kiểu mèo. Xong rồi còn bị cancel lịch nữa nhỉ? Chung một cái này có ý nghĩa đi. Về tốt quá. Quen vãi trưởng. Bích Si Nam Định. Má mẹ bộ mặt của tỉnh mà. Đồng hồ sai. Sai thật anh em ạ. Cơ bún phở à? Ok ok ok. Yo yo yo. Vãi luôn đầu cắt môi. Xúc động quá. Lỗi à? Trời ơi, lỗi, hỏng rồi. Thế giờ sao? Sao kìa. Có tay thanh niên. Ai, mình quay về đây đợi rồi. Ok chưa? Thỏa mãn chưa? À không, à, em nhắn tin để cho người yêu thỏa mãn thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, ok về nhá. Ok về thôi. Bò. Hai thanh niên chạy quá tốc độ. Bằng lái đăng ký xe chứ không? Rồi, ok, đôi em nhá, xe số 1 đây. À, vừa rồi là 5 cái chuyến xe mà mình cảm thấy là nó hay nhất và mình tâm đắc nhất với 5 chuyến xe này. Đó, còn anh em thì sao? Anh em xem kênh của mình thì cảm thấy cái chuyến xe nào là chuyến xe hay nhất ấy, và cái video nào video hay nhất ấy, thì anh em comment xuống dưới để mình cũng biết nhá. Đây, đang ở nhà đây. Đây là phòng của mình. Đây là phòng của mình ở quê. Ôi, nó bẩn lắm anh em ạ. Lát nữa mình phải dọn. Đấy, thì mấy hôm nay thì mới ngồi ở nhà, không có việc gì làm thì mình xem lại tất cả các video ấy. Tất cả video trên kênh của mình. Thì mình cảm giác như là mình xem lại chính bản thân mình trong năm vừa rồi ấy. Thật. Thì năm vừa rồi với mình ấy, rất là tuyệt vời. Thực sự là như vậy. Mình đặt cái mục tiêu của mình ấy, nó chỉ là 10.000 sub trong hết năm nay thôi. Mà đến cuối cùng thì em phải được hơn 70.000 rồi. Cái thời điểm này là hơn 70.000 sub rồi. Thực sự là quá sức tưởng tượng của mình và chân thành cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Còn anh em thì sao? Có những cái gì mà trong năm nay anh em đạt được ấy, hay là thành quả của anh em ấy, thì anh em hãy comment ở dưới để anh em cùng chung vui với nhau. Đấy, năm hết tiết đến rồi thì cũng xin kính chúc toàn thể anh em có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và sự như ý, và đặc biệt ấy, là sẽ đạt được cái mục tiêu của anh em để ra trong cái năm tới. Còn gì nữa nhỉ? Thôi chắc là chỉ thế thôi ấy. À đây. Đây, quay cho anh em một cái đào mình mua. Anh em đoán xem cái này bao nhiêu tiền nhé.